Mày xịt nước hoa làm gì vậy? Mày không biết gì hết trơn trội á. Phải xịt thơm tho này mới có crush được. Gọi em là nước hoa vì anh muốn được thơm. Ok, chuẩn bị 3 2 1 chạy. Cái gì mà mệt dữ vậy trời. Mới chạy được có xíu. Kiểu này chắc đỏ nó ăn mình quá. Mày làm gì vậy? Đứng đợi mày làm gì? Sao mày không chạy tiếp đi này, chạy đua mà mày làm trò vậy? Cái gì vậy? Đang có video làm sao để gặp crush lần đầu tiên mà mạng mẹo chán ghê luôn á. Thì mày phải chạy, tao mới chạy tiếp được chứ. Cái gì mà tào lao vậy? Rồi nói chạy đi, tao không chạy nữa. Thằng này. Thì giờ cái là tiếp 1 rồi. Tí, nó hoạt động ai nữa? Chết rồi. Đỏ nó chạy nhanh quá. Ăn mình chắc luôn á. Kiểu này phải chạy. Kiểu này có đồ cứu trợ đâu quá. Alo anh Vàng ơi. Cứu em cái. 10 seconds later. Ủa nó chạy nhanh dữ mày. Này trời cũng đẹp phết nhỉ. Mày lần nào nữa? Tao là quảng cáo. Ôi, nãy thì mạng méo, giờ gặp quảng cáo nữa. Bạn không tự tin trong việc cưa cẩm crush. Bạn gặp khó khăn trong quá trình gây ấn tượng với ai kia. Và bạn cần một người anh em kề vai sát cánh với bạn trong hành trình chiếm lấy tim em. Vậy thì đừng lo, vì đã có nước hoa xịt toàn thân X luôn đồng hành cùng bạn cùng với nhiều mùi hương ấn tượng. XI Chill, mùi hương của Gen Y lẫn Gen Z. Sự the mát của chanh và bạc hà hòa quyện là hơi thở hoang dã đến từ gỗ cứng, mang hơi hướng của một chàng trai lạnh lùng nhưng khí chất khó cưỡng. X Ignite, mùi hương mạnh mẽ, nồng ấm và đậm chất cổ điển nhất trong bộ sưu tập X mới. Phóng khoáng nhờ sự kết hợp giữa nốt hương cỏ cây và biển cả, rồi chuyển dần sang chất cây nhẹ và hoang dại của bạch đậu khấu và cây xô thơm. Nhấn nhá thêm chút của mùi thuốc lá cháy đang xem vào sự lịch lãm của gỗ tuyết tùng. Với công thức tác động kép, khử mùi hiệu quả gấp 2 lần và lưu hương thơm cực lâu suốt 48 giờ. Nước hoa xịt toàn thân X giúp bạn tự tin bật khí chất, khuôn ngầu, chuẩn gu crush và đã dính là khó rời. Và bây giờ quay lại video của các bạn. Ý, hết quảng cáo rồi. Tiếp thứ hai thì cái này nó cũng đơn giản thôi, nó cũng không có gì khó khăn lắm á, nhưng mà mọi người. Hồi nãy giờ mạng cứ lag vậy. Hay là nếu mà mình dừng video lại thì nó sẽ load nhanh hơn không ta? Thử coi. Điều khó là. Ủa? Sao tao không chạy được nữa vậy? Mày biết sao không? Ông chủ dừng mày lại để tao chạy nhanh hơn rồi đó. Chơi cái trò gì mà khó chịu ta. Bài chú. Kiểu này giờ đứt chắc luôn. Đứt kìa. Mình thấy rồi. Sắp tới rồi. Cố lên. Cố lên. Sắp hết video rồi. Trời ơi, trời cúp điện nữa chứ.